Xin chào các bác, em lên sóng một cây nước nóng lạnh phục vụ cả nhà. Cây nước nóng lạnh này thì nó có hai phần nóng lạnh, thì có thể dùng cả mùa đông mùa hè đều ok hết ạ. Dùng mùa hè để các bác làm lạnh, làm mát nước, mùa bạc thể dùng nước nóng để mình sử dụng vào một số mục đích khác. Mùa đông thì cũng dùng ok. Ở đây là một cái cây nước của Nhật Bản, điện 100V. Các bác có thể nhìn thấy là cái thiết kế nó khá là đẹp về cái chất liệu nhựa. Chất liệu nhựa nó là tiêu chuẩn Nhật cho nên là cái nhựa nói chung là rất là sắc bén, chắc chắn. Đây nhá, các cái đường gân nhựa đúc rất là đẹp luôn. Đây. Nhựa, chất nhựa rất là đẹp. Đúng là cái gì nó là tiêu chuẩn Nhật thì nó cũng sẽ phải khác với các cái hàng nước khác. Có thể là các cái mẫu mã của Trung Quốc hay của Việt Nam mình rất là nhiều mẫu đẹp. Đấy. Nhưng mà nói về chất liệu thì phải nói thật sự ra thì độ chắc chắn về độ êm của lốc chạy thì Nhật Bản thì nó vẫn đứng hàng đầu. Bên phần này là phần tôn này rất là dày, cực dày luôn ạ, chứ không có mỏng manh đâu. Nhìn qua cái lỗ này, em nhìn đây tôn này chắc phải tầm khoảng 1 ly đấy nhá, cực dày luôn ạ, không có mỏng manh như là hàng của mình đâu, cực chắc chắn. Của hãng Aqua, nhựa nhé, còn rất là mới này, cây đẹp Aqua Plaza. Cái này các bác sử dụng một cái bình úp như thế này. Đây. Dạng cơ cho nên là rất dễ sửa chữa, dễ, chả có gì để hỏng. Đây. Và đặc biệt cây này em đang chạy các bác nhé, lốc im thin thít. Đây. Áp tai vào thì các bác mới cảm nhận được nó hơi có một độ rung nhẹ xíu xíu, tức là nó chạy êm một cái mức mà mình không nghe thấy tiếng gì luôn. Đấy. Quay cái này ra phần ánh sáng cho các bác nhìn này. Nhá. Ở đây nó là cái phần phần dàn nóng này. Đây đang rất là nóng, chạy đang lốc đang chạy đấy các bác này. Lốc đang chạy mà im thít luôn, không có độ rung. Đấy, không rung, không kêu, không ồn, êm re. Đây có thể tắt bật được phần nóng này. Đấy. Nhiệt độ nóng mình có thể điều chỉnh được qua cái điện trở này. Bình nóng của nó được bảo ôn rất là tốt. Nhìn rất chắc chắn này các bác. Cái xốp bảo ôn của nó này, toàn bộ đường ống bên trong thì là bằng thép hết này. Đấy, chạy êm re. Dây tiếp địa. Đây, thông số đây các bác ơi. Điện 100V nhé. Làm lạnh 105W. Làm nóng 465W. Sản xuất tại Hàn Quốc này. Đấy, sản xuất tại Hàn Quốc để xuất về thị trường Nhật nhé. Đa số các sản phẩm thì đều sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà riêng cái sản phẩm này thì được sản xuất tại Hàn Quốc. Về độ chắc chắn, về độ xịn VIP của nó thì nói thật ra không có một cái nước nào có thể sánh được với cái độ tiết kiệm, độ bền bỉ của Nhật. Lốc siêu êm luôn, gần như là không nghe thấy tiếng gì về lốc. Đấy. Nhiệt độ nóng cũng rất là cao. Cái cây này rất là đẹp này các bạn này. Đấy. Độ bền bỉ cao, có hai vòi này nhé, một vòi lạnh. Vòi lạnh mà vòi này thì là có khóa cho em này, vòi nóng có khóa cho em, các bác phải bóp vào đây. Bóp vào đây nhá thì mình lấy được, mình bấm này thì mình ra được nước này. Đấy. Cực êm, cực đẹp. Các em để mã số 3 nhé. Đã test ok rồi, bác nào chốt thì các bác liên hệ, giá 2,6 triệu, bảo hành 1 năm, chưa có biến áp, chưa phí vận chuyển. Đây, chào các bác nhé.